luyện viên Philippe Troussi nhận chỉ tiêu bất ngờ tại SEA Games. VFF chưa vội đưa ra chỉ tiêu cao nhất với tân thuyền trưởng Philippe Troussi tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia vào tháng 5 tới. Dưới triều đại Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam giành 2 huy chương vàng liên tiếp tại SEA Games 30 và 31. Sau khi chia tay thầy Park, VFF tìm được người mới lên ngồi ghế nóng là huấn luyện viên Philippe Troussi. Giải đấu đầu tiên trong bản hợp đồng có thời hạn hơn 3 năm của tân thuyền trưởng người Pháp là SEA Games 32. Nhiều người cho rằng VFF sẽ giao mục tiêu bảo vệ huy chương vàng với huấn luyện viên Philippe Troussi. Nhưng thực tế lại không phải. Đặt mục tiêu vào chung kết SEA Games 32 hợp lý hơn là vô địch. Chúng ta giành 2 huy chương vàng liên tiếp nhưng cuộc chơi không dễ dàng. Không phải lúc nào muốn cũng được. Mục tiêu cần phù hợp với người trong cuộc. Việc VFF không giao chỉ tiêu cao nhất cho huấn luyện viên Philippe Troussi được cho là động thái giảm áp lực cho chiến lược gia người Pháp. Nói cách khác, ông Troussi cần thời gian để thích nghi và xây dựng lối chơi, con người. Nhưng chắc chắn VFF sẽ có những yêu cầu cao với huấn luyện viên Philippe Troussi ở các giải đấu trong tương lai. Có thể kể tới ASEAN 19, vòng chung kết ASEAN Cup 2023 hay World Cup 2026. Bóng đá luôn luôn phải có mục tiêu. Huấn luyện viên Troussi cũng suy nghĩ, nếu không đạt được thì như thế nào? VFF và ông Troussi phải đàm phán nhiều lần mới thống nhất. Ở Việt Nam áp lực thành tích cao, kể cả các giải đấu khu vực. Nếu huấn luyện viên Philippe Troussi không đạt được sẽ bị ảnh hưởng chứ không chỉ là mục tiêu chính vào World Cup, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là đi sâu tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026. Dĩ nhiên nếu chúng ta vào được World Cup là mong muốn cao nhất. Ông Trần Anh Tú nói, để huấn luyện viên Philippe Troussi hoàn thành được các mục tiêu mà VFF đề ra trong bản hợp đồng, nhà cầm quân 68 tuổi được tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt. Trong đó có việc lựa chọn đội ngũ trợ lý. Theo đó, ở tuyển Việt Nam, các trợ lý của ông Troussi là Trương Đình Luật, Việt Thắng và huấn luyện viên thủ môn Thế Anh, cùng với hai trợ lý nước ngoài gồm huấn luyện viên Muley Ajegoga và huấn luyện viên thể lực Cedric Roger. Trong khi đó, các trợ lý ở U23 Việt Nam gồm Tuấn Vinh, Xuân Hợp, huấn luyện viên thủ môn Việt Trung và huấn luyện viên thể lực Abderem Mebri. Huấn luyện viên Troussi cũng đã gửi lời mời tới chuyên gia phân tích Lê Minh Dũng và phiên dịch Hoàng Bách về cộng tác cùng ông. Đây đều là những cái tên quen thuộc khi từng có thời gian làm việc cùng vị chiến lược gia người Pháp tại PVF cũng như U19 Việt Nam trước đây.